theo hàng số 3. Đây, hàng số 3 thì có từ đây trở ra đến cửa trưng bày. Tôi sẽ dành thời gian quay cái video số 3 và những hàng này. Những hàng kia thì đã quay hết rồi. Các bác muốn chi tiết thêm thì hãy ra xem nhé. OKC khá là hay. OKC khá hay. Bắt nhỏ. Đấy, OKC bé nhưng mà rất hay. Có giá trị. Và nó là cây hoàn thiện đúng không ạ? Rất phong tranh, rất sơ thủy. Có những cái điểm dễ vuông rất là giá trị. Cầm một tay cũng cầm được nhưng mà đẹp. Đây là những cái tục tùng. Cây xanh khá ổn. Cái này hay, khá hay. Tùng là hả? Cây tràn đỏ. Mang đậm phong cách miền Nam. Chứ còn cây thì chắc là giờ của người Bắc rồi. Khi mà nó nở một lượt này thì nó đỏ rực như một cái mâm xôi. Thì về thôi rồi. Mặt chính của cái cây xanh này đây. Cây thiên hướng từ trục hoành và có một cái tay rơi. Nói chung là một cây khá hay. Cây xi này thì tôi vừa quay khá là kỹ rồi. Đây là sang cái cây xanh này là nhìn nó như củ sắn các bác. Thân của nó nhìn nó như củ sắn các bác nhìn thấy tưởng tượng. Đúng là như củ sắn luôn, củ khoai mì ấy, trong miền Nam gọi củ khoai mì ấy. Các bác gọi củ sắn ấy. Lạ, lạ. Quái vừa quái vừa lạ. Đấy, đúng như là cái củ sắn gài vào đấy. Nhìn đây. Nhìn thì mà không rõ này, tôi bảo là gài củ sắn vào. Các bạn nhìn. Thế là tài tình dễ, tài tình nó là một cái dễ đúng không? Không hiểu sao nó lại được như vậy. Chỉ là thiên nhiên thôi. Anh
nguyên của cái nào đây không? Đó. Đúng cổ sắn nhìn như ngó sen 5555 mình thích. Si Si của Doanh. Đi hay. Cây xanh búp hồng lá hoa hồng bể từ năm 1992 rất hiếm mà lành tít, trồng cây rất mát, rất tuyệt vời. Cái bể lành tít, bây giờ những cái bể như này săn nón rất là kinh, số má mới mua được các bạn. Cốt bể cổ, bể đá cổ, bể đắp tay cổ, càng cổ càng có giá. Đấy, thì đá gì đây thì tôi không rõ. Cái xanh cũng hơi hướng cổ luôn. Cái xanh hơi hướng cổ cho cái chậu đình hợp rồi. Xanh hoa văn cũ rất đơn giản thôi nhưng mà đắp kiểu bể khánh, bể khánh vẫn còn chân này. Chân là nó cái dấu thời gian của nó hằn lên nhưng mà nó cũng không hề ảnh hưởng đến cái chậu. Cây trang trắng đỏ nhưng mà cây này hiếm, ở chỗ cái thân nó thân đặc, thân u cục, các bạn là mắt đùi lớn quá, tán tiếp thì nhìn tổng thể mà xa thì ai cũng chỉ nhìn kiểu như cái nón thôi, cây nào cũng vậy nhưng mà nhìn lại gần, đấy thì là cái thân cốt của nó hơn hẳn cái cây kia rất là nhiều, cái kia là một cái bụi lên thì người ta cắt thành cái ô, còn đây là thân cốt của nó rất tốt, chỗ bát tiên. Cây trang rất là giá trị. Xanh. Xanh của anh Quang. Cây
cho nên mấy đứa ở An Mộc Viên rồi. Ăn một viên không cho ăn một viên đâu, quay cái này rất nghệ thuật. Những cái cây còn lại đây có cây hoa giấy tím đang tạo tác. Trang đỏ thoát thân kia, cái trang kia, mặt sau cái trang kia, cái dưới, theo cái dưới và cái si tay chuột, con quân chắc con sốm rồi, không biết có phải không, cái si tay chuột rất là hoành tráng. Cây chuột quay hết cái cây từng vi này để sang những cây si nhằm cho nó chuột. Các cụ đang đầm đạo cây, đang xem cây xanh trên bể lá cổ đất đất tràng. Đây là một cái si tay chuột khá là hay. Ông là thứ thì cứ làm đấy là nghề. À, ông này cũng là ông nhiệt tình dân chơi. Dạ. Ông ấy quay từng cây một chi tiết. Dạ. Cái này không biết có phải của anh Quân Số không? Đúng rồi, vâng. Quân Số đấy. Vâng. Si tai chuột. Trông ngạc kìa. Vâng. Si tai chuột mà được như này cũng kinh đấy. Quân Số đấy. Này. Lấy được vài điểm thế buông cũng tuyệt vời. Si tai chuột. Si tai chuột. Cái này cũng khó nhỉ. Cái mặt sau nó có tí đam mê biết được chưa? Như chậu bát tiên đây, còn xanh này thì nữa đây, một con trực đống ngựa ở đây của anh Quấn. Xin mạnh lên
ông xin yếu thấy đâu rồi để những cái ông chồng chơi rồi. Cây nhiều khi để nó hỏng cây. Đúng rồi. Để nó cắt tỉa nó hỏng cây. Thế thì có mấy chục năm nhưng mà bây giờ về. Cây là cũng của mình luôn đúng không ạ? À, các bác này cũng một số cây lại để trong này. Một cây trực, gọi là trực gạo đi. Độ 80-90 phân. Hoa giấy, giấy hồng sắc pháo. Giấy hồng sắc pháo lá nó mỡ, nó vàng vàng của nó tròn to này các bạn. Giấy tím thì lá nó cứng hơn và nó nhỏ hơn, màu xanh thẫm. Khoái. Mô đơn. Ok, xin được kết thúc video về triển lãm hội chợ bonsai sai và nông sản ở chỗ Cung Nghị Việt Xô ở đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào.